Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Chỉ số K125 là gì? K125 là một protein được gọi là chất chỉ điểm ung thư, hiện diện với nồng độ cao trong máu khi có các tế bào u. Đặc biệt khi có hiện diện tế bào ung thư buồng trứng thì nồng độ K125 có nồng độ cao hơn. K-Cancer Antigen có nghĩa là kháng nguyên ung thư. Xét nghiệm K125 là gì? Xét nghiệm K125 Carcinoma Antigen có cấu trúc là một glycoprotein, thường hiện diện trong máu với nồng độ cao khi xuất hiện các tế bào u, cụ thể là ung thư buồng trứng. Có tới 50-70% bệnh nhân ung thư buồng trứng có nồng độ 125 trong máu tăng cao. Tuy nhiên, chỉ số K125 tăng không đồng nghĩa là bệnh nhân bị ung thư buồng trứng, và ngược lại, K125 bình thường cũng không loại trừ khả năng bị ung thư, vì có tới 30-50% các bệnh nhân ung thư buồng trứng nhưng nồng độ K125 vẫn không cao. Trong trường hợp bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nhưng K125 vẫn bình thường, có thể làm đem các xét nghiệm SI4, CEA, CA19-9, xét nghiệm K125 có giá trị để theo dõi điều trị, đặc biệt với các bệnh nhân ung thư buồng trứng trước khi điều trị có nồng độ K125 cao. Chỉ số xét nghiệm K125 bình thường là bao nhiêu? Người bình thường có chỉ số K125 duy trì ở mức nhỏ hơn 35 UI/ml. Chỉ số K125 tăng cao trong các trường hợp ung thư buồng trứng, ung thư tử cung và ung thư phổi. Nếu K125 tăng dấu lớn 65 UI/ml thì tiên lượng tới 90% là u ác tính. Tuy nhiên, một số trường hợp cá biệt cũng khiến cho nồng độ K125 trong cơ thể người phụ nữ tăng cao, như phụ nữ đang trong những ngày có kinh nguyệt hoặc bị mắc bệnh phụ khoa như u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, viêm nhiễm âm đạo hoặc mắc một số các bệnh lành tính như viêm phần phụ, viêm gan, viêm tụy cũng khiến cho chỉ số K125 cao hơn bình thường. Phụ nữ đang có thai có chỉ số K125 cao nhất vào tam cá nguyệt đầu tiên, 16-268 UML. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Tam cá nguyệt thứ 2, 12-25 UML và tam cá nguyệt thứ 3, 17-44 UML. Do vậy, để phân biệt được các trường hợp ung thư hay không do ung thư, bệnh nhân cần theo dõi sự biến đổi của nồng độ K125 huyết tương trong khoảng thời gian tối thiểu là 2 tuần cho đến 1 tháng. Vì sao cần xét nghiệm K125? Bác sĩ có thể đề nghị thực hiện xét nghiệm K125 vì một số lý do. Để theo dõi điều trị ung thư, nếu mắc ung thư buồng trứng, nội mạc tử cung, phúc mạc hoặc vòi trứng, bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm K125 một cách thường xuyên để theo dõi tình trạng và điều trị. Để tầm soát ung thư buồng trứng nếu có nguy cơ cao, nếu có tiền sử gia đình mắc ung thư buồng trứng hoặc có đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2, bác sĩ có thể đề nghị xét nghiệm K125 như một cách để sàng lọc ung thư buồng trứng. Một số bác sĩ có sử dụng xét nghiệm K125 kết hợp với siêu âm quang ngã âm đạo 3 tháng một lần đối với những người có nguy cơ rất cao. Tuy nhiên, một số người bị ung thư buồng trứng có thể không tăng mức K125 và không có bằng chứng cho thấy sàng lọc bằng K125 làm giảm nguy cơ tử vong do ung thư buồng trứng. Để kiểm tra ung thư tái phát, nồng độ K125 tăng có thể chỉ ra rằng ung thư buồng trứng đã tái phát sau khi điều trị. Theo dõi thường xuyên mức K125 đã không được chứng minh là cải thiện kết quả cho những người bị ung thư buồng trứng và có thể dẫn đến các đợt hóa trị bổ sung và không cần thiết. Nếu nghi ngờ bị ung thư buồng trứng hoặc một loại ung thư khác, bác sĩ có thể đề nghị sinh thiết để thu thập mẫu tế bào. Các phương pháp khác có thể hữu ích trong việc đánh giá các bệnh ung thư này bao gồm siêu âm quang ngõ âm đạo, kháng nguyên màu tinh hoàn ở người 4, SI4 và chụp cắt lớp vi tính CT. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.